Quý vị xem, cõi Phật đó là nhà trường, là đạo tràng, là môi trường học tập của chúng ta. Đức Phật là thầy giáo. Ở thế giới cực lạc, thầy giáo là Phật A-di-đà. Ở thế giới cực lạc, hằng ngày chúng ta được gặp Phật A-di-đà. Thế giới lớn như vậy, người nhiều như vậy, Đức Phật A-di-đà làm sao có thể gặp chúng ta mỗi ngày? Đức Phật A-di-đà ứng hóa vô lượng vô biên thân. Đích thật là mỗi ngày ta đều có thể gặp Ngài.